nguy cơ tất cả cùng thua khi xung đột Ukraine kéo dài. Mỹ không ngừng tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Nga không hạn chế chỉ tiêu quốc phòng, khiến xung đột nguy cơ ngày càng kéo dài, gây thiệt hại cho tất cả các bên. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 12 nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng rằng Washington sẽ sát cánh với Kiev đến cùng. Mỹ cũng thông báo gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 1,85 tỷ đô cho Ukraine, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Patriot. Điện Kremlin trước đó cảnh báo các hệ thống Patriot của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp nếu xuất hiện tại Ukraine. Nga cũng cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp khi tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong cuộc gặp với các tướng hàng đầu quân đội ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin tuyên bố không hạn chế chi tiêu quốc phòng và sẽ cung cấp mọi thứ mà quân đội nước này yêu cầu. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Nga sẽ tăng đáng kể chi tiêu quân sự trong thời gian tới, trong bối cảnh phương Tây nhận định Điện Kremlin có thể chuẩn bị cho chiến dịch kéo dài và tốn kém tại Ukraine. Nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang khiến xung đột Nga Ukraine kéo dài đã được đại tướng Mark Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nêu ra hồi tháng 11. Ông Milley khi đó tuyên bố rằng Ukraine không thể chiến thắng bằng các biện pháp quân sự, đồng thời khuyến nghị Kiev tận dụng lợi thế mà họ đang có để cân nhắc đàm phán hòa bình với Nga. Tướng Milley nhắc lại thời Thế chiến thứ nhất khi các bên từ chối đàm phán, khiến thêm hàng triệu người không qua khỏi, đã chứng minh rằng việc bỏ lỡ thời cơ có thể gây đau khổ cho nhân loại. Bình luận của Milley trái ngược với lập trường của Kiev và nhiều đồng minh khác như Ba Lan, các nước Baltic, Bắc Mỹ và Anh, những quốc gia ủng hộ Ukraine theo đuổi chiến thắng quân sự hoàn toàn. Con đường duy nhất dẫn tới hòa bình là đẩy Nga ra khỏi Ukraine, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho hay. Kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố hồi tháng 11 cũng đưa ra cách tiếp cận như vậy. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chiến thắng quân sự hoàn toàn có thể đòi hỏi cuộc chiến rất dài và điều đó đồng nghĩa đoạn kết của nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố chính trị ngoài tầm kiểm soát của phương Tây. Đối với những người ủng hộ phương án đánh đến cùng, phương Tây chỉ cần tiếp tục cung cấp khí tài và nguồn lực cần thiết để Ukraine tiếp tục chiến đấu với chờ đợi Nga thua cuộc. Theo Vladislav Zubok, giáo sư lịch sử quốc tế tại Đại học Kinh tế London, nhưng diễn biến trên chiến trường thường rất phức tạp và khốc liệt. Trong vài tháng qua, cuộc chiến tiêu hao ở miền đông và miền nam Ukraine đã gây ra tổn thất cho Nga, nhưng đồng thời cũng gây thiệt hại lớn cho Kiev lẫn phương Tây. Khoảng 7 triệu người Ukraine phải rời đi ra nước ngoài, nền kinh tế rơi tự do và cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá, đe dọa gây ra thảm họa nhân đạo trong mùa đông. Ukraine đang duy trì mạch sống cho đất nước và khả năng kháng cự thông qua nguồn viện trợ hàng tỷ đô từ Mỹ và châu Âu. Nhưng sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây đang có dấu hiệu phai nhạt khi nền kinh tế châu Âu đứng trước nguy cơ suy thoái do khủng hoảng năng lượng. Trong khi đó, bất chấp những thất bại liên tiếp trên chiến trường, lực lượng Nga đang củng cố phòng tuyến ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Đà phản công từ tháng 9 của quân đội Ukraine đã chứng lại do vấp phải tuyến phòng thủ kiên cố của Nga, cũng như những trở ngại từ địa hình thời tiết. Kết quả hợp lý nhất đối với Ukraine sẽ là lực lượng Nga rút khỏi 4 tỉnh họ đang kiểm soát, Song ngay cả khi điều này xảy ra, nhiều người Ukraine lo ngại Moscow chỉ rút quân để tập hợp lại lực lượng trước khi phát động chiến dịch tấn công tiếp theo. Dù hứng chịu loạt lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây, Nga vẫn là quốc gia lớn mạnh với tiềm lực quân sự kinh tế chính trị tương đối ổn định. Theo Zubok, mùa đông tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng với khả năng chống chịu của quân đội Nga, nhưng các chuyên gia quân sự không cho rằng lực lượng này sẽ suy yếu. Kinh tế Nga cũng cho thấy sức chống chịu tốt. Nhiều người từng cho rằng Nga sẽ khó chống đỡ hàng loạt biện pháp trừng phạt mạnh tay của phương Tây và phải nhanh chóng rút quân khỏi Ukraine. Zubov cho rằng áp lực kinh tế từ phương Tây đang gây tổn hại đến Nga, nhưng không đủ mạnh để kết thúc cuộc chiến. Với nền kinh tế Nga đã suy giảm trong năm 2022, nhưng chỉ ở mức 3%, ít hơn đáng kể so với dự đoán của nhiều người. Giá trần dầu mà G7 áp đặt có thể ảnh hưởng tới doanh thu dầu của Nga, nhưng ngay cả những người phương Tây lạc quan cũng không chắc nó có hiệu quả đến đâu. Nếu Nga không hạn chế ngân sách quốc phòng và tiếp tục đáp ứng mọi yêu cầu của quân đội, bất chấp áp lực từ phương Tây, xung đột tại Ukraine có thể rơi vào thế bế tắc, giáo sư Zubok cảnh báo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc họp ngày 21 tháng 12 đã đề xuất tăng quy mô lực lượng vũ trang từ 1,15 triệu quân lên 1,5 triệu quân, trong đó 695.000 quân nhân chuyên nghiệp. Tướng Shoigu còn đề xuất nâng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc lên 21 đến 30 tuổi thay vì 18 đến 27 tuổi như hiện nay. Tổng thống Putin đồng ý với các đề xuất này. Theo Zubok, phần lớn người Nga vẫn tiếp tục ủng hộ chính phủ và chưa sẵn sàng chấp nhận thất bại. Với họ, Tổng thống Putin vẫn là người đảm bảo chủ quyền và ổn định của nước Nga. Với những động lực này, Ukraine khó tạo ra một chiến thắng quân sự đủ lớn có thể khiến Điện Kremlin chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, ông nói. Ông cho rằng cách tiếp cận hiện tại của phương Tây tiếp tục bơm khí tài cho Ukraine tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nó khiến người Ukraine phải hứng chịu xung đột khủng khiếp liên tục. Nó cũng củng cố quan điểm của ông Putin rằng nga đang trong một cuộc chiến với phương Tây, khuyến khích những người theo chủ nghĩa dân tộc nga rằng họ phải chiến thắng. Vào tháng 11 năm 1918, chương trình 14 điểm của tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã thuyết phục giới lãnh đạo Đức rằng họ sẽ được đối xử công bằng khi chấp nhận hiệp định đình chiến, giúp chấn dứt thế chiến thứ nhất. Giáo sư Zubok cho rằng đây là cách tiếp cận phương Tây nên xem xét với xung đột tại Ukraine để tránh nguy cơ cuộc chiến kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng cho tất cả các bên. Cho tới nay, phương Tây chỉ sử dụng chiến lược cây gậy với Nga thông qua tăng trừng phạt, cấm vận, đồng thời không ngừng hỗ trợ tài chính, quân sự cho Ukraine. Nhưng Zubok cho rằng con đường dẫn tới giải pháp hòa bình nên có những củ cà rốt như dỡ bỏ dần dần các lệnh trừng phạt hay đảm bảo an ninh cho Nga tuy nhiên giới quan sát nhận định việc thuyết phục các bên ngồi vào bàn đàm phán sẽ rất khó khăn không chỉ với nga mà cả ukraine kiev và nhiều đồng minh phản đối bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho moscow và chỉ chấp nhận thảo luận về điều khoản hòa bình khi nga thừa nhận thất bại mỹ và các cường quốc phương tây khác phải thuyết phục kiev rằng cách tiếp cận tuyệt đối như vậy sẽ khiến cuộc chiến kéo dài và chính người dân ukraine phải hứng chịu nhiều đau khổ dù nói Giáo sư Đại học London thừa nhận những tác động lâu dài của cuộc xung đột Ukraine giờ đây khó có thể dự đoán chắc chắn, nhưng nhận thức về những bất ổn nếu cuộc chiến kéo dài sẽ thúc đẩy các bên tìm ra một chiến lược toàn diện vừa có thể mang lại hòa bình cho Ukraine vừa đảm bảo tương lai cho Nga. Ông cho rằng, thay vì chờ đợi để phản ứng với những động thái mới nhất của Moscow và Kiev hoặc hy vọng rằng Nga sẽ thất bại, phương Tây cần phải chủ động để tìm kiếm con đường hòa bình. Cuộc chiến càng kéo dài, hậu quả càng tồi tệ và tất cả sẽ cùng thua, giáo sư Zubok nhấn mạnh. Xung đột Nga-Ukraine hiện nay không khác gì một cuộc chiến ủy nhiệm Chu Phương, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh Trung Quốc nhận định, xung đột càng kéo dài, những cú sốc mà nó gây ra sẽ lan xa hơn tới những khu vực khác của thế giới. Bài học tác chiến đắt giá từ ba mặt trận nảy lửa trong xung đột Nga-Ukraine. Giới chuyên gia nhận định, chiến sự Nga-Ukraine trong 10 tháng qua đã mang lại những bài học đắt giá cho hoạt động tác chiến hiện đại ở cả ba mặt trận, trên không, trên biển và trên bộ. Từ ngày 24 tháng 2, thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, giới quan sát đã chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ ngoài dự đoán trong cuộc đối đầu quyết liệt giữa quân đội hai quốc gia láng giềng. Từ việc chiến sự bị kéo dài tới tháng thứ 10 và vẫn chưa khép lại, dù Nga sở hữu tiềm lực quân sự vượt trội đối thủ, cho tới sự góp mặt của những khí tài tương đối đơn giản nhưng lại có thể xoay chuyển tình thế, những bài học đã được rút ra cho hoạt động tác chiến hiện đại. Giàng co quyết liệt trên bộ Thứ nhất, xe tăng vẫn đóng vai trò quan trọng trong tác chiến. Cuộc chiến bắt đầu bằng việc Nga mở một chiến dịch đưa quân quy mô lớn từ các hướng với mục tiêu giành quyền kiểm soát Kiev. Nga huy động một lượng lớn xe tăng, khí tài quân sự tới gần thủ đô Ukraine, nhưng đã quyết định rút lui vài tuần sau khi không đạt được bước tiến cần thiết trên chiến trường. Nga đã đối mặt với thiệt hại về xe tăng và thiết giáp trong thời gian đó, sau khi Ukraine triển khai các tên lửa chống tăng, tên lửa vác vai phương Tây viện trợ để tấn công. Điều này đã đặt ra câu hỏi rằng liệu lực lượng tăng thiết giáp có còn thực sự uy lực trong hoạt động tác chiến tương lai hay không khi chúng dần trở nên dễ tổn thương hơn trước các công nghệ khí tài hiện đại và mất đi vai trò pháo đài di động trên chiến trường. Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine ở Kherson và Kharkov, cũng như các đề xuất liên tục từ Kiev tới phương Tây về việc viện trợ thêm xe tăng hiện đại, đã trả lời cho câu hỏi nói trên. Theo chuyên trang quân sự 1945, một thực tế có thể nhận thấy là các cuộc phản công thành công của Ukraine đều dùng các khí tài xe tăng, thiết giáp, pháo binh để đạt đà tiến. Washington Examiner nhận định, vai trò của xe tăng trong việc giành và duy trì kiểm soát với các lãnh thổ vẫn không thể bị xem nhẹ trong tác chiến hiện đại. Thứ hai, pháo binh vẫn là một thế lực trên chiến trường. Các chiến dịch quân sự nhịp độ nhanh trên thế giới vào những năm 1990 và 2000 dường như đã không còn đề cao vai trò của pháo binh. Sức mạnh của không quân và những khí tài hiện đại khác dường như được xem là lấn át đi các khẩu pháo nặng nề, tốc độ không quá cao. Tuy nhiên, chiến sự Nga-Ukraine cho thấy pháo binh vẫn có vai trò rất quan trọng trên chiến trường, trong cả nỗ lực phòng thủ lẫn tấn công bao vây đối thủ. Cuộc chiến hỏa lực giữa Nga và Ukraine đã diễn ra khốc liệt trên các mặt trận và trong nhiều trường hợp, bên có hỏa lực chiếm ưu thế hơn đã buộc phía còn lại phải rút lui để tránh thương vong thêm nghiêm trọng. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7, Nga với ưu thế hỏa lực vượt trội đã kiểm soát được nhiều khu vực chiến lược ở miền Đông và Đông Nam từ Ukraine, cũng như khiến đối thủ thiệt hại nặng nề. Thứ ba, Trái tim của tác chiến là hậu cần và tiếp tế. Theo chuyên gia quân sự Lawrence Freeman, gần như một cuộc chiến kéo dài đều bắt đầu với tham vọng của phía tiến công là muốn thực hiện một cuộc chiến ngắn. Nga ban đầu dường như không kỳ vọng cuộc chiến sẽ kéo dài tới mức độ như hiện tại, nhưng giờ đây nó biến thành một cuộc giao tranh có tính chất tiêu hao. Trong cuộc đối đầu này, cuộc đua sức bền về tiếp tế khí tài, nhu yếu phẩm sẽ có vai trò thiết yếu có thể xoay chuyển tình hình. Nga từng phải rút quân khỏi thành phố Kherson sau khi bị Ukraine dùng hệ thống hỏa lực phóng loạt Hima, phá hủy hàng loạt tuyến hậu cần quan trọng khiến Moscow không còn khả năng chi viện cho hàng chục nghìn quân. Giờ đây cuộc chiến Nga-Ukraine biến thành cuộc đua về sức bền hỏa lực. Nga tăng tốc sản xuất đạn dược sau khi giới quan sát nhận thấy họ dường như đang đối mặt với thách thức nguồn cung khí tài. Trong khi đó, Ukraine cũng chịu áp lực khi các nước NATO bên viện trợ quân sự chính cho Kiev đang cạn kiệt kho khí tài. Theo 1945, cả Nga và Ukraine tới lúc này đều đang dùng đạn dược với tốc độ không bền vững. Giờ đây, phía nào có thể bù đắp kịp cho kho khí tài lâu dài hơn sẽ có khả năng xoay chuyển tình hình. Thứ tư, một trong những thành tố quan trọng hàng đầu trong tác chiến hiện đại là hoạt động thông tin liên lạc. Sự bùng nổ của công nghệ hiện đại đã khiến các biện pháp kết nối trước đó trở nên lỗi thời. Trên chiến trường, phía truyền thông tin nhanh hơn có khả năng tập hợp lực lượng hiệu quả, phát đi mệnh lệnh nhanh chóng hơn và sẽ có khả năng xoay chuyển tình thế nhanh hơn hệ thống Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã giúp Ukraine duy trì được đường dây kết nối trong lực lượng trước một lực lượng Nga vượt trội hơn. Một số vụ việc hệ thống Starlink gặp trục trặc ở một số khu vực đã tác động tới khả năng hiệp đồng tác chiến của Ukraine. Sự quan trọng của thông tin liên lạc cũng cho thấy hoạt động tác chiến điện tử, tác chiến mạng cần được chú ý hơn. Bên nào sở hữu khả năng tấn công mạng, phòng thủ mạng tốt hơn sẽ có lợi thế hơn đối thủ trên chiến trường. Cuộc chiến trên không quyết liệt, Chuyên gia quân sự Robert Fali nhận định, cuộc đối đầu trên không giữa Nga và Ukraine đã mang lại nhiều bài học cho tác chiến hiện đại về cả chiến thuật lẫn khí tài. Thứ nhất, cuộc chiến 10 tháng qua cho thấy sự cân bằng giữa việc sử dụng máy bay không người lái UAV và có người lái. Đây không phải cuộc giao tranh đầu tiên có sự tham gia của UAV, nhưng đây là cuộc chiến đầu tiên mà UAV được đánh giá là có tầm quan trọng cao như vậy. UAV hầu như có tác động tới nhiều giai đoạn của cuộc chiến, trong giai đoạn đầu, các UAV TB2 mà Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ukraine đã phát huy hiệu quả khi chặn được đà tiến của Nga ở khu vực Kiev. Sau khi các hệ thống phòng không, tác chiến điện tử được đưa nhiều tới chiến trường, vai trò của UAV cỡ lớn dần mờ nhạt đi, nhưng các UAV cỡ nhỏ nhận nhiệm vụ trinh sát được xem mang lại nguồn tin tình báo chiến trường quý giá, giúp cho hoạt động tác chiến diễn ra hiệu quả. Thời gian gần đây, phi đội UAV Nga triển khai đã khiến Ukraine thiệt hại nặng nề khi nhằm vào hàng loạt mục tiêu chiến lược của đối thủ như các cơ sở năng lượng thiết yếu. Dĩ nhiên, các máy bay có người lái vẫn đóng vai trò không thể thiếu trong tác chiến. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, máy bay tấn công và máy bay ném bom chiến đấu của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Các máy bay chiến đấu của Nga với uy lực và khí tài vượt trội hơn đã gây không ít thiệt hại cho các phi cơ đối thủ hoạt động gần tiền tuyến. Thứ hai, vai trò của hệ thống phòng không là không thể xem nhẹ. Chỉ trong hơn 2 tháng, Nga đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của Ukraine với các vụ tấn công ồ ạt. Năng lực phòng thủ của Ukraine đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua, nhưng rất khó để đánh chặn được 100% các mối đe dọa từ tên lửa và UAV của Nga. Một hệ thống phòng không tích hợp có thể khiến cho các cuộc không kích trở nên rất tốn kém. Ví dụ, nếu tỷ lệ đánh chặn là 70%, thì đối thủ muốn phóng 30 tên lửa, họ buộc phải bắn ra 100 quả để đảm bảo hiệu quả tấn công. Ngoài ra, Việc tích hợp hệ thống phòng thủ nhiều lớp, nhiều tầng đánh chặn còn khiến đối thủ khó có thể thực hiện các vụ tập kích vào sâu trong lãnh thổ. Thứ ba, cuộc chiến kiểm soát bầu trời có ý nghĩa then chốt trong tác chiến. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine để kiểm soát bầu trời vẫn chưa ngã ngũ. Theo 1945, đây dường như là lý do mà chiến sự kéo dài hơn kỳ vọng của Nga vì Moscow dù chiếm ưu thế hơn nhưng chưa thể kiểm soát được hoàn toàn không phận của đối thủ. Thứ tư, uy lực của các cuộc tập kích tầm xa từ cả trên bộ và trên không có thể đóng vai trò lớn trong chiến sự. Nga đang có ưu thế rõ ràng hơn Ukraine khi sở hữu kho tên lửa tầm tấn công hàng trăm km. Từ khu vực biển Caspi, biển đen hoặc từ tầm rất xa, Nga có thể bắn tên lửa chính xác vào mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine và đảm bảo khí tài phóng của họ ngoài tầm đánh chặn của đối thủ. Trong khi đó, theo Newsweek, Ukraine nhiều lần đề nghị phương Tây cấp khí tài tầm xa, nhưng tối nay vẫn chưa được chấp nhận vì lo ngại rằng Kiev có thể dùng chúng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Kịch bản này có thể khiến chiến sự bùng phát vừa tầm kiểm soát. Căng thẳng cuộc chiến trên biển Nga vẫn đang chiếm ưu thế vượt trội trên biển với hải quân hùng hậu hơn Ukraine, nhưng Kiev cũng đang triển khai chiến thuật và khí tài, khiến cho tính toán của Moscow đối phó thách thức. Thứ nhất, chiến lược phong tỏa biển quan trọng không kém kiểm soát biển hạm đội biển đen của Nga bắt đầu cuộc chiến với lợi thế vượt trội so với đối thủ. Trong những tháng đầu tiên, các tàu chiến Nga đã hoạt động ngoài khơi bờ biển Ukraine, khóa chặt các lực lượng Kiev. Nga đã kiểm soát được đảo gián chiến lược, kiểm soát tuyến hàng hải của đối thủ. Tuy nhiên, theo thời gian, Ukraine đã bắt đầu xây dựng một hệ thống phong tỏa biển sử dụng tên lửa chống hạm UAV, tàu không người lái USV, hệ thống min. Các lớp phòng thủ này giúp Ukraine phong tỏa một số khu vực nhất định, ngăn tàu chiến mặt nước của Nga hoạt động tự do. Nga đã phải kéo lùi các tàu chiến của họ ra xa Ukraine để tránh bị đối thủ tấn công, làm giảm lợi thế từ tiềm lực hải quân vượt trội của Moscow. Thứ hai, tàu chiến mặt nước đang trở thành mục tiêu dễ tổn thương nhưng vẫn rất quan trọng. Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong 10 tháng chiến sự là vụ xoáy hạm Moscow của hạm đội Biển Đen bị chìm. Dù xoáy hạm này không đóng vai trò quá thiết yếu trong chiến dịch quân sự, nhưng nó cho thấy các tàu mặt nước của Nga ở Biển Đen không phải là một thế lực bất khả chiến bại, thậm chí còn có nguy cơ dễ bị tổn thương. Mặc dù vậy, các chiến hạm của Nga mang tên lửa Caliber vẫn là một thế lực trong cuộc chiến khi đã gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ trong thời gian qua. Thứ ba, kiểm soát vùng biển đối thủ vẫn có tầm quan trọng chiến lược, dù Nga và Ukraine có biên giới trên bộ kéo dài hơn 2.400 km, nhưng Moscow vẫn nhằm mục tiêu tới kiểm soát các vùng biển của Kiev. Nga đã kiểm soát toàn bộ biển Azov và giờ đây đang hướng tới biển đen. Ngoài để đạt được lợi thế quân sự, việc kiểm soát các vùng biển đánh mạnh vào nền kinh tế của Ukraine, các đất tuyến đường giao thương của Ukraine có thể khiến cho họ đối mặt với thách thức lớn để duy trì huyết mạch kinh tế. Thứ tư, USV trở thành mối đe dọa mới sau UAV. Vai trò của thiết bị không người lái ngày càng trở nên quan trọng, bao gồm cả UAV và USV. Trong những tháng qua, Nga đã đối mặt với một số vụ tấn công sử dụng USV. Cuối tháng 10, các thiết bị không người lái tự sát trên không và dưới nước đã ủ ạt lao vào hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol. Nga tuyên bố ngăn chặn thành công vụ việc và cáo buộc Ukraine đứng sau đòn tập kích. Dù vụ tấn công không thành, nhưng giới quan sát nhận định nó cho thấy mối đe dọa của USV đối với thế áp đảo của Nga ở Biển Đen một số chuyên gia hải quân cho rằng vụ tấn công có thể là một bước ngoặt mới trong lịch sử tác chiến hiện đại. Vào tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi thế giới gây quỹ để nước này xây dựng một đội gồm 100 tàu không người lái nhằm đối phó dàn chiến hạm hùng hậu của Nga ở khu vực Biển Đen chiến lược. Mikhail Fedorov, Phó Thủ tướng Ukraine, cho rằng tàu không người lái là một phương tiện hiệu quả để thay đổi cán cân quyền lực ở Biển Đen khi Nga áp đảo Kiev về mặt lực lượng trên khu vực chiến lược này. Kiev hy vọng sẽ xây dựng một hạm đội gồm 100 tàu không người lái. Ông nói, nhỏ và nhanh, chúng có khả năng tấn công thành công các chiến hạm Nga trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ.